Xin chào các bạn, đây là em vẹt ngực hồng. Em vẹt này thì còn non, đang giai đoạn ăn bột. Mình nuôi trong cái thùng giấy nè. Thùng giấy này thì mình phía dưới mình rải một ít cát khô. Ôi, tới giờ ăn rồi, đói rồi nè. Hôm nay em vẹt này thì lông khá là nhiều à, để mình bắt ra nha. Đây, lông cánh nè. Đây, để mình bắt ra ngoài này rộng rãi. Hôm nay thì mình sẽ tập cho em vẹt này ăn bột yến nguyên chất nha. Đối với vẹt ngực hồng non á, mình mua ở tiệm á, thì ban đầu đa phần thì cho ăn một số tiệm thì bột chuyên dùng cho vẹt như là Nuchi 21 nè, hoặc là một số loại bột chuyên dùng khác. Tuy nhiên thì do chỗ mình tìm mua bột khó nên mình quyết định là mình đổi sang bột yến mạch. Loại bột yến mạch thì rất là dễ mua, ở bất kỳ tiệm tạp hóa nào cũng có bán. Đây, đây là cái bột yến mạch nè, yến mạch nguyên chất. Loại này thì mình pha với nước nóng nha, nước đun sôi. Rồi sau đó thì mình để nguội thì đút cho quẹt ha. Đây, mình sẽ đổ nước nóng vào đây để cho bột yến tan ra. Nhưng mà trong giai đoạn đầu mình tập ăn á thì mình cũng vẫn không bỏ cái loại bột chuyên dùng cho quẹt nha. Nên là mình pha tỷ lệ thì nửa bột bột chuyên dùng cho quẹt lúc mà mình mua ở tiệm ban đầu á, ở tiệm họ cho ăn, rồi phân nửa của yến mạch nguyên chất nè. Đối với con vẹt thì cũng giống như bất kỳ con vật khác, thì mình khi mình đổi nguồn thức ăn á thì mình cũng không nên thay đổi đột ngột. Này, hôm bữa thì mình ở tiệm họ kèm theo cho mình để về cho vẹt ăn nè. Hôm nay gần hết rồi, đưa tay cắn nè. Đối với vẹt ngực hồng non mà đói dễ biết lắm các bạn nha. Nó kêu rất là dữ nha, nãy giờ mình quay cái clip này 3 phút mấy rồi, nó kêu suốt luôn nè. Đưa tay vô nó cạp tay nè. Con này thì chưa biết mổ hạt, những cái đậu xanh đậu phộng rồi chưa biết mổ, đang còn ăn thức ăn dạng lỏng. Mình cũng tập mấy hôm nay thì mình tập từ từ, giống như mình đút đút các loại hạt mà hạt mình ngâm nước á. Ồ, đó rồi, thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ tiến hành pha bột. Đầu tiên thì mình cho một ít nước sôi, nước đun sôi nha, mình cho vào một cái chén. Rồi mình dùng muỗng mình múc một muỗng bột yến mạch. Đây là yến mạch nguyên chất nè, nó một cái dạng dạng hạt như thế này. Rồi mình cho vào chén, kèm theo đó là một muỗng bột. Đây đây là loại bột mà chuyên dùng dành cho vẹt nha, vẹt non á. Rồi bây giờ mình sẽ quậy ra nó như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ thì bột mình đã nguội rồi, nó sệt sệt như thế này nè các bạn nha. Ồ, ngửi thấy mùi rồi nè, cạp cái chén luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đút ăn. Do quạt chưa có quen á cho nên mình pha nó vừa có cái loại mùi của thức ăn lúc trước em vẹt hay ăn nè, với cộng với phân nửa của yến mạch nguyên chất. Đây, cái này thì mình mua ở siêu thị hoặc tiệm tạp hóa rất là nhiều. Loại này thì yến mạch nhập khẩu từ Úc nè. Thành phần của nó thì đây mình xem nè, cũng rất là giàu dinh dưỡng. Carbon hydrate nè, xơ dinh dưỡng nè, chất béo, chất đạm, năng lượng. Đây,
giờ thì mình sẽ đút nha, đút cho em vạc này ăn. Cửi chiều. Hôm nay mình đi làm về trễ nên mình cho ăn trễ, ăn vạc đói kêu quá chừng. Đó, ăn thấy thấy cưng không? Ăn thể chất nó sạch sạch lượng cỡn như thế này các bạn nha. Khi em vạc quen hẳn luôn á thì mình sẽ pha là yến mạch không, chứ không còn pha chung với bột chiên dùng nữa. Loại này thì mình mua lẻ, mình không biết cái hiệu nó như thế nào, nhưng mà như là Nuchi này Nuchi không phải Nuchi nhập. Nuchi A1 là cho quẹt quẹt non đó, mà loại này không phải nhập. Ồ, nãy giờ đút lo nói chuyện mình không đút nó kêu quá chừng à. Rồi ăn thấy thơm không? Rồi bé cam ăn nha. Đối với quạt này mình nuôi á thì mình hàng ngày mình phải bỏ ra một cái quỹ thời gian nhất định để mình khi là mình nói chuyện nè, rồi mình chuốt da quạt khi ăn để cho quạt dạng với người khi lớn lên. Họ đói nè, đút chậm kêu luôn, kêu tát tát tát, kêu cát 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 luôn à. Hôm nay thì để mình quay cái bộ lông cho các bạn xem nha. Nè, mình thấy lông đuôi nè, lông đuôi hôm nay ra một khúc luôn. Lông cánh thì nó phủ đều, nó phủ ra tới phía sau luôn nè, giáp cái mình nó luôn. Rồi nhìn từ trên xuống nè, đó, nó giáp cái mình luôn à. Còn phần phần phía dưới dưới cái diều thì lông nó chưa có nhiều. Dưới này mình cái trong cái cánh nè, lông nó cũng chưa có mọc nhiều. Thì so với thời điểm mà cách đây một tuần thì em này khá là xinh xắn rồi. Rồi bé Cam ăn tiếp nha. Đút đút chậm nè, la anh nổi luôn. Rồi. Nổi luôn, đút không kịp tay luôn, không kịp ngừng nghỉ cái tay, nếu mình ngưng ra là em vẹt bé Cam sẽ la đó. Đây là cái muỗng cà phê loại dởm nè các bạn nha, để mình quay đây, mình bẻ cong hai mép lên để mình đút cho thức ăn nó không có chảy tràn ra hai bên mà nó đổ vô cái miệng của quạt. Như thế này thì mình dễ đút hơn. Ồ, một chén ăn hết luôn. Thời điểm này thì em quẹt bé Cam này thì ăn gấp đôi so với thời điểm mà mình mới mua về cách đây một tuần các bạn nha. Lúc trước mình pha nửa chén vậy nè, hôm nay pha đầy lên tới cái viền xanh này luôn, bé Cam vẫn ăn hết. Giờ thì chắc có vẻ hơi no no rồi, ăn ăn nó không có háo ăn như là lúc mới lúc nãy, nhưng mà cũng hết chén nè. Quẹt này thì thức ăn cũng rất là dễ do mình tập từ đầu nha. Như mấy bữa mà mình hết thức ăn đi, hết bột đi, hoặc là hết yến mạch đi, mình có thể là ngâm ngâm cơm nguội với nước á, nước nóng á, mình để khoảng 30 phút cho nước nó nguội rồi mình đút cái cơm nguội đó, quẹt cũng ăn luôn. Thì tùy vào chỗ của các bạn, như có thức ăn gì thì mình tập, như gạo ngâm nè, cơm nguội nè, hoặc là bột ngũ cốc, bột yến mạch. Bột ngũ cốc và bột yến mạch này nè thì rất là dễ mua như này nè, để mình đút lại nè. Ăn mà nó rất là không không có háo như lúc đầu, là chứng tỏ quẹt đã no rồi. Mình cũng không nên cho quẹt ăn quá no các bạn nha. Chén đã hết luôn nè. Rồi, như vậy thì chắc mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.